Hay 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 hay. Và đây là chiếc xe mới được donate. Người ta không donate tiền, người ta donate nguyên một chiếc xe luôn. Làm tôi tốn tiền thêm chứ không được cái gì hết á. Ê, tụi bay vô nhà nghỉ đi, nhà nghỉ có máy lạnh mát hơn. Ra ngoài này muỗi nó chích chết mày á, tụi bay á, cởi quần cởi áo á là má muỗi nó chích chết á. Nó chích cho đồ má về nổi ghẻ luôn á, nãy giờ tôi ngồi má quá trời muỗi chích luôn nè. Chào mừng các ông đã trở lại với cái tiết mục Biết Gì Nói Nấy nằm trong series chuyện nghề á. Lâu rồi cũng có bạn hỏi tôi, anh ơi quay bao nhiêu FPS thì nó mới nét á đù. Cũng được, để trả lời được câu hỏi này á, nhớ coi hết clip nha. FPS là gì? Là frame per second. Ủa, frame per second là gì? Là số khung hình trên mỗi giây á. Để mà hình dung ra được cái này á, thì lấy quyển sổ ra, nhiều nhiều trang một xíu. Xong rồi, lấy ngón tay lật từ từ từ, xong rồi cái mấy tờ giấy nó chạy bạch 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 bạch. Đó là số khung hình trên mỗi giây đó. Mà thực sự cái này á, có rất nhiều kênh họ nói là nên tôi không có làm sâu về cái số khung hình trên mỗi giây ha. FPS có bao nhiêu mức giá trị mặc định? Nhiều lắm. Bật cái máy của bạn lên mà coi vô trong phần frame rate setting, frame setting. Chứ mất công tôi sợ bị hỏi là anh ơi sao mấy em không có a đù. Căng lắm, mỗi máy nó mỗi kiểu. Máy tôi á thì có rất là nhiều thông số gì 23.97 mấy, 24, 25, 50, 60, 120. Ủa rồi nhiều con số như vậy rồi giờ quay số nào chọn bừa quay hả? Không, bậy rồi. Nó tùy vào ý đồ của các bạn nữa. Quay frame dày á thì về làm slow motion cho nó mượt hơn hoặc là những cái frame nó thưa hơn xíu á để cho người xem có cảm giác là rối loạn triều đình hơn. Nói như giống như cái MV Giấc Mơ 20 của Lò Vi Sóng á thì các bạn thử coi cái video clip đó, cái MV đó và các bạn tăng tốc lên 2 lần thì nó ra được cái lúc mà diễn á là nó diễn với tốc độ như vậy. Mặt vào tường tôi nhìn thấy khung cảnh bình yên của bức tường, đâu như là người sau lưng vậy, chiến tranh khủng bố nhuộm đau thương. Úp mặt vào tường tôi nhìn thấy đã khiến cho con đi một hàng, đâu như là người sau lưng vậy, bọn trên giành giật phá tan hoa. Thì họ quay ở 48 frame thì về khi mà hậu kỳ về dựng á họ sẽ slow xuống còn 24 frame thì nó ra mọi thứ mượt mà vậy đó, chậm chậm vậy á. Thì cái frame rate đối với các bạn mới thì nên hiểu như thế thôi. Còn ở trong đài truyền hình rồi trên rạp rồi nhiều cái nền tảng mạng xã hội rồi này nọ, nhiều nền tảng phát sóng á thì nó còn tùy vào mỗi nền tảng nữa vậy ha. Còn mà sử dụng cái frame mà thưa rỉnh thưa rãnh á, ví dụ như 23.97 hay 24, 25 gì á thì nó cho ra được cái motion blur, tức là cái chuyển động nó bị nhòe thì nó hợp với mắt người hơn. Không tính á, thì các bạn thử vậy nè thì các bạn có thấy thấy rõ nét cái ngón tay bạn không. Nhưng mà các bạn quay ở 120 frame á hoặc là 60 frame gì á, quay xong rồi coi á, rõ mồn một luôn. Ở những cái máy mà bán chuyên á, giống như cái con Sony A6300 của tôi nè, thì sau khi đã cài đặt cái frame rate hết rồi thì cái shutter speed á chỉnh theo công thức. Còn tại sao á thì ba cái này là nó thuộc về vậy. Thì ở trong một video clip á thì nó có thể sử dụng được nhiều cái mức giá trị frame rate khác nhau hay không. Thì giống như clip của tôi nè, tôi đang sử dụng nhiều cái mức độ giá trị khác nhau đó. Thì nói vậy thôi chứ ai hiểu thì hiểu mà không hiểu thì hiểu vậy ha. Tùy nghi sử dụng thôi. Nếu các bạn có câu hỏi gì về nghề phim á thì cứ thả dưới bình luận. Thì tôi sẽ đọc cái nào tôi thấy hay tôi trả lời bằng clip. Cảm ơn các ông đã donate, đã xem, đã chia sẻ đồ các kiểu ha. Bye bye và hẹn gặp lại ở clip sau.